thì nghiên cứu hết thì tôi thấy tới giờ này là có cái protein complex của Michelin, đó là một trong những cái dạng protein mà nó thỏa mãn được những điều kiện để cơ thể có thể hấp thu được hết và có thể chế biến ra được hết. Rồi bây giờ thì mình thấy là đây là một cái tế bào có ba lớp như vậy, và bây giờ là sẽ chất rất là nhiều, và ở trong cơ thể của trẻ con á, trẻ con thì nó có 30 lớp như vậy, 30 lớp tế bào như vậy, thành ra xương cái con nó dày hơn xương người lớn. Rồi quá trình mình càng sống càng sống lớn lên thì từ từ mình mỏng xương dần đi, thì người lớn á, thì còn khoảng từ 20 tới 30 lớp thôi ở người lớn. Tại sao người lớn lại có cái sự mòn này, mòn dần đi, là bởi vì đó theo cái thời gian thì cái lượng nội tiết chúng ta đã bị suy giảm đi, cái chất lượng ăn uống chúng ta đã bị thiếu đi, cái nguồn cung cấp thực phẩm chúng ta càng ngày càng bị trên lệch, càng bị thiếu hụt, cũng như là mất cân đối, hoặc là gì làm giảm hấp thu cái canxi. Bình thường mình nói là canxi từ đâu ạ? Canxi từ ở đâu trong thiên nhiên? Tôm, cua, ngưu, sò, ốc, hến, sữa, đúng không? Nhưng mà rõ ràng đó là ngày hôm nay chúng ta thấy thể mà con nít thì có uống sữa mà có mẹ nó lớn tí xíu nữa kêu uống sữa thì đúng không? Thôi con lớn rồi con uống đâu, rồi vợ đưa cho người chồng đi sữa thì người chồng uống không? Không, cái chuyện này sữa sùng liên quan tới đàn bà, không có liên quan tới đàn ông. Là cái bắt đầu đó là chồng đưa cho vợ thì vợ nói con lớn rồi để cho con uống, cuối cùng lại là gì, mẹ già hay là cha hay là con tất cả đều thiếu. Nhưng mà tại sao người ta nói là uống sữa là phát triển chiều cao ạ? Bởi vì á, người ta nghĩ là sữa có nhiều canxi. Cái này là một sự ngộ nhận mà trong chương trình chúng ta một tí xíu nữa mình sẽ biết là tại vì sao đó là một sự ngộ nhận và ngộ nhận rất đúng đắn. Ngộ nhận quá trời ngộ nhận luôn. Rồi khi mà nó được con nít ấy thì nó được 30 lớp xương, tế bào xương như thế này. Nên do đó mỗi lần mà nó gãy, cái xương của mình gãy thì có phải là cái sự gián đoạn gãy xương và sự gián đoạn của xương nó kịp cái rách, đúng không ạ? Nhưng mà cái rách của người lớn và cái rách của trẻ con nó khác nhau, là cái rách của trẻ con nó sẽ gãy một bên chứ nó không gãy hết, nó là nó sức và đặc biệt nó dày hơn và nó nhiều collagen hơn người lớn. Con nít nó ăn nhiều chất đạm hơn người lớn. Nó hấp thu nhiều chất đạm hơn, thành ra khi nó gãy á thì cái xương nó dẻo hơn, và cái xương nó gãy một bên thôi. Rồi người ta gọi đó là gãy cành cây tươi. Giống như cái cây tươi mình bẻ đi, thường là nó gãy một bên, nó không gãy liền. Nhưng mà xương của người lớn thì cái collagen nó bị giảm đi, đạm nó bị giảm đi, chúng ta ăn thiếu đi, do đó cái xương nó bị giòn đi, nên khi mà gãy thì gọi là gãy cành cây khô, cái rách và đứt lìa hai đoạn. Cái điều nào là nguy hiểm hơn? Nếu như mà xương cành cây tươi, gãy cành cây tươi có nghĩa là nó lỡ nó gặp khúc trở lại thì mình chỉ là sửa lại, nắn lại cho nó thẳng, chứ mình bỏ bộ cái dài bữa nó làm. Mà thời gian nó làm cũng cực kỳ nhanh nha. Ví dụ như trong cái lúc mà mình sinh đẻ và mụ gọi là nữ ung sinh ha, cho nó đẹp. Nữ ung sinh khi mà người ta thao tác đỡ đẹp, người ta có thể kéo tay kéo chân gì đó ra, nó làm gãy cái xương cánh tay này. Cái xương cánh tay của em bé thì thường thời gian là nó là bao nhiêu ngày, đúng không ạ? 3 ngày tới 7 ngày. Giống như cái xương của các con, các anh chị nói vậy ra thì cũng hơi ác, các anh chị về bé thật biết tình như các con. Thì khi mà bé thì mình thấy là chỉ cần là 1-2 ngày sau là nó sẽ lành cái xương của nó là liền. Bởi vì con gà nó rất là mau lành. Nhưng mà khi mà chúng ta người trưởng thành thì cái xương này nó sẽ thời gian lành của nó là 1 tháng, tức là 4 tuần. Nhưng mà người già mà để lành xương mà thiếu collagen nữa thì mất bao lâu ạ? 6 tuần, 8 tuần, thậm chí là rất là nhiều tháng xương không thể lành được, hoặc là cái lành nó không có vững được. Do đó là đã bị người lớn và đã bị gãy xương một lần rồi thì cứ trở về trở rất là không lành vững mà. Thế nên mình hoạt động mạnh một tí thì nó về ban đêm nó sẽ cũng không được. Rất là đau, hoặc là trời lạnh một chút thì những cái yếu tố, những cái điểm thần kinh ở trên xương đó nó sẽ kích thích và làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ về một chấn thương thể thao hay là một cái điều mà gãy xương đó. Do đó mình thấy đội tuyển U23 Việt Nam đá hay không, rất là hay đúng không? Nhưng mà
các bạn biết là chấn thương thể thao là một trong những loại chấn thương nặng nhất. Chỉ cần chơi sống với nhau một chút xíu thôi, đúng không? Là mình sẽ biết được là cái chấn thương đó có thể đi theo họ suốt cuộc đời. Do đó vinh quang của cái người vận động viên thể thao trong vòng 3 năm, 5 năm, nhưng mà cái hậu quả họ gánh chịu là cả một đời. Mình rất là yêu các bạn thể thao, đem lại vinh quang, tự hào cho dân tộc mình như vậy. Và khi mà xương trưởng thành từ về già đó, tại sao nó mỏng đi? Là còn một yếu tố nữa. Lúc mà trẻ đó, thì cái tế bào bằng xương nó sẽ ưu thế nó hoạt động để nó tạo xương thành ra em bé nó lớn lên. Và cái giai đoạn vàng để mà em bé nó có thể tổng hợp xương và nó lớn lên, đó là bao nhiêu? Đó là cái lúc mà trẻ bé gái đó là từ 10 tuổi đến 13 tuổi, nó có 3 năm như vậy, gọi là giai đoạn vàng nha. Còn ngoài đó là vàng cái đầu. Vàng là đối với bé gái là từ 10 tới 13 tuổi, đối với bé trai là từ 10 tuổi rưỡi hay là 11 tuổi tới 13 tuổi rưỡi. Cái đoạn này ngắn cái dài á, cuộc đời chúng ta 70 năm mà chỉ có 3 năm là ông trời cũng cho chúng ta cái giai đoạn cửa sổ như vậy để chúng ta thể tác động vào các mặt khác nhất. Còn ngoài ra, nếu ngoài cái giai đoạn ra chúng ta tác động vào thì cũng có thể là có tác dụng, nhưng mà nó sẽ giảm dần đi. Ví dụ sau 55 tuổi chúng ta uống vào để duy trì cái mức độ bền vững, chứ không phải là chúng ta uống vào để xây dựng nữa. Thế thì ở giai đoạn 10 tuổi tới 13 tuổi của bé gái, nó là giai đoạn vàng. Tại sao nó là vàng? Bởi vì một năm nếu các chị bổ sung canxi đầy đủ, tất cả protein đầy đủ cho cái giai đoạn này cho trẻ con, thì nó có thể bé gái hay là bé trai nó phát triển chung chiều cao là 23 cm trong một năm. 23 cm trong một năm nhân 3 năm thì nó là bao nhiêu ạ? Là 69 cm. Nếu như con các anh chị 10 tuổi đang trình diện trước 10 tuổi là 1m thì nó là 1m7, cao gần bằng của Henry, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta ngồi ở đây có bao nhiêu người trẻ con ở nhà chuẩn bị bước qua giai đoạn vàng đó mà chúng ta chưa kịp bổ sung, hãy quay về và gặp nghe phụ huynh chúng ta nói nghe cái thông tin này. Bởi vì chị anh chị chỉ cần nói chậm thôi là đứa bé sau này nó không tiêu hoa hậu được đó, nó chỉ cần nuôi tôm thôi. Do đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Còn khi mà 25 tuổi, đặc biệt là tới giai đoạn 25 tuổi, thì xương, tế bào tạo xương và tế bào hủy xương, hai cái tế bào này nó sẽ hoạt động cân bằng với nhau. Do đó nó tạo ra 10 thì nó mất 10. Do đó chúng ta không cao nữa ở độ tuổi này. Nhưng mà càng về già, đặc biệt là từ 40 tuổi, 35 tuổi trở lên, đối với người lao động nặng có thể là từ 30 tuổi trở lên thôi, thì bắt đầu có cái hiện tượng là tế bào hủy xương hoạt động mạnh hơn. Do đó xương càng ngày nó sẽ càng mỏng đi, tức là 40 lớp kia rồi cái nó hủy mà không chịu tạo ra được, nên càng ngày càng mỏng đi. Và hiện tượng đau xương, nhức khớp của tuổi già là nó xảy ra ở giai đoạn này. Hoặc là nó sẽ bị loãng xương đi. Đó là cái quá trình phát triển xương bình thường của chúng ta ha. Bây giờ chúng ta xem lại một cái tế bào thứ hai, đó là tế bào hủy xương. Tế có tạo xương thì phải có hủy chứ. Hủy xương có nghĩa là làm cho cái tế bào xương này chết đi. Thì muốn chết đi nó cần phải có một cái điều kiện, đó là trong cái tế bào hủy xương này nè, nó tiết ra một cái chất nó gọi là acid lactic, acid citric, để nó hòa tan cái muối phosphat, cái muối canxi ở bên đây nè. Nó làm cho cái lớp này rã ra, từng cái lớp rã ra, từng lớp collagen rã ra và xương chúng ta tiêu tan. Vậy thì nếu mà chúng ta nấu đồ ăn mà muốn có xương, có sốt, có cù lắm, muốn cho nó mau mềm thì chúng ta hay bỏ cái gì ạ? Chúng ta hay bỏ khớp, đúng không ạ? Khớp, tại sao bỏ khớp vô thì nó mềm? Bởi vì khớp nó acid citric rất là nhiều. Vậy thì có một cái chất mà có acid citric rất là nhiều ở trong đây. Anh chị có quen với trái này không ạ? Cái chanh. Và nói như mình ăn chanh là để làm gì? Để có C, đúng không? Để có C. Nhưng mà thực sự C từ chanh nó là acid citric, C từ giống là acid acetic, nó sẽ biến thành cái acid lactic.